Lý Tịnh không biết dạy con, để Na Tra đi phá rối Long Cung, đã thương Long Dương Tam Thái Tử, rút đi gân rồng, đã phạm tội ác tày trời, tội lớn không thể tha. Nay Ngọc Đế ra lệnh, phải bắt cả nhà của Lý Tịnh đem về thiên đình để cho Ngọc Đế định đoạt. Thiên binh thiên tướng, dẫn cả nhà của Lý Tịnh về thiên đình. Đừng có giải họ đi nha. Hả? Na Tra, chỉ là con rồng thôi mà, Long Dương là cái thớ gì chứ, tại sao phải bắt cả nhà của mình chịu tội? Chỉ là sợi gân rồng thôi, tưởng ta là con nít không biết chuyện sao? Con còn ngụy biện. Cha tin con đi, chỉ cần đánh hơn hắn là có thể dẫn đi cha mẹ. Không lẽ con bảo hại chúng tôi vẫn còn chưa đủ hay sao? Hả? Thì ra bấy lâu nay chân nghĩ con đã hại tới cha mẹ, liên lụy tới cha mẹ hả? Con chưa chào đời đã khiến cả nhà không được yên ổn rồi, bây giờ phạm tội tày trời con vẫn còn chưa hiểu. Bà nuông chiều cái thằng con này quá rồi, bây giờ phải xử làm sao đây chứ? Đừng có nói thêm nữa. Thì cha, con biết cha không phải nói thiệt mà, cũng như con không có ngoan, cha cố tình nói vậy để hù con thôi. Bây giờ đương nhiên Na Tra, cha với mẹ đều thương con lắm, có phải vậy không hả lão già, phải không hả? Nhưng mà nói thiệt nha, lần này thiệt là quá đáng đó. Con là người nhà họ Lý, chỉ cần ai ăn hiếp nhà của mình. Na Tra đứng lại, hôm nay người bỏ lại người nhà của người, người nỡ lòng sao? Họ không có tội, ta làm lỗi thì để một mình ta gánh. Miệng người nói như vậy, nhưng mà bây giờ người đã làm gì? Người muốn chạy hả? Người của tài có thể tẩu thoát được, nhưng mà người có nghĩ tới hay không, sau khi người bỏ đi, người nhà của người sẽ ra sao? Có một thằng con không chịu trách nhiệm bỏ chạy như vậy, người ta sẽ coi người nhà của người ra sao? Cha của người đừng có học được thăng quan, cả nhà của người sẽ bị người ta nói xấu, tất cả người nhà của người vì người mà chịu tội. Con à, nếu như người có thể đại nghịch bất đạo, ta sẽ thả người đi. Thiên binh thiên tướng, dẫn Na Tra về. Lão già, ông cứu nó đi, ông hãy mau cứu nó giùm đi. Chỉ trách ta, ta đã sanh nó ra, nuôi lớn nó, nuông chiều nó, đã hại tới nó. Lão già, hãy cứu con của mình đi. Lão già, mình là người một nhà, dù có khổ gì, có nạn gì cũng cùng nhau chia sẻ mà, có phải không? Ông nói đi. Nếu nhất định phải đền mạng thì để ta đền mạng thế nó. Mẹ! Phu nhân! Yeah! Phụ nhân à. Mẹ! 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 Là người đã hại chết mẹ của ta, người đã ép bà đi chết. Ta vì nhà họ Lý, chết một gian lận cũng không có sao, nhưng mà ta chỉ mong nghe được người nói một câu minh vực cho ta thôi. Lý Tịnh, chỉ một câu thôi, nhưng mà ta cũng không có nghe được. Gân rồng bị ta rút đi, tất cả những chuyện cho ta một mình làm, không có quan hệ tới người nhà của ta. Có phải chỉ cần công an ngoãn chịu phạt là họ sẽ không sao hay không? Ngọc Đế thưởng phạt phân minh, quyết không gây hại tới kẻ vô tội. Lý Tịnh là người nợ của ta, ta sẽ tới đòi nợ của người. Kể từ nay, đời đời kiếp kiếp ta cũng không muốn thấy mặt của người, ta cũng không muốn nợ của người. Bây giờ ta lóc thịt trả mẹ, lóc xương trả cha. Hả? Ta không lấy gì hết, ta sẽ trả hết cho người. Bây giờ ta làm một chuyện cuối cùng cho ngươi. Yeah!
Na Tra, Na Tra. Con vừa còn biết nhảy nhảy, con khỉ nó biết leo cây, con hồ ly nó biết nhào lộn. Hey! Còn có con heo rừng, beo rừng, dê rừng ở trong núi có con dê già nhìn thấy lão tôn phải nhảy tưng. Thì giờ ta đã nói rồi, trước khi lên giường nhất định phải tháo giày ra. Tháo ra đi. Ta đã nói đi đường chỉ có thể dùng chân thôi, sao lại dùng cái tay chứ? Khiến cái tay bị khô quá nè. Ta đã nói trước khi ăn đồ phải rửa tay mà, vừa quá đi. Không ăn nữa ta uống rượu. Ta đã nói không thể uống rượu, hại sức khỏe, nghe chưa? Tàn dưa hấu. Đừng có ăn dưa hấu, mát lắm nữa, đừng có ăn. Tàn lì. Đã nói là người thì đừng có ăn lì, không có tốt đâu. Cha nó, cái đồ mắc dịch mà. Thì giờ ta đã biểu là ngươi đừng có phóng qua phóng lại, lỡ bị thương thì sao? Ta là khỉ mà. Nhưng không thể là một con khỉ có đặc sắc hay sao? Đặc sắc. Kiếm gì vậy? Sao không có? Kiếm gì? Sao không có vậy? Sợi dây chuyền ta tặng cho ngươi. Dây chuỗi đâu nhất thiết phải đeo trên cổ, đeo trên tay cũng được mà. Coi như ngươi có lương tâm, còn đeo nó lên. Mỗi ngày ngươi đều kiểm tra, ta đâu có dám mà không đeo. Sao nghiêm ngặt quá vậy? Đàn ông nếu không có đàn bà quản thúc đâu có được. Đàn bà không thể mặc kệ đàn ông sao? Ê, ngươi đi đâu? Thì lại đi hái chuối ăn. Chỉ ăn nước cân thôi nho. Ta ghét nhất là cái mùi chuối trên mình của ngươi. Là chuyện gì đây? Không có gì, ta đi nha. Đứng dậy đi, giờ đất giờ lắm đó. Ý à, cha nó thì là mất dịch. Tại sao ngươi cứ bay đi khắp nơi mà không chịu đi đầu thai hả? Ngươi lại. Ta là Thái Ất Chân Nhân, ngươi cứ đi như vậy hồn phách dễ bị phân tán lắm đó. Ta biết, nhưng mà ta có thể đi đâu? Ngươi có thể đầu thai làm người, không cần phải làm cô hồn. Ta không muốn đầu thai, ta không muốn làm người khác, ta không thể quên mẹ của ta. Nhưng mà cứ như vậy hồn phách tiêu tán rồi thì cũng sẽ bị mất sạch thôi. Ngươi có thể khôi phục ký ức hay sao? Ta mặc kệ, ta chỉ muốn làm lại mình ta. Mình ngươi hả? Mình ngươi là ai? Là một người như thế nào? Ta là Na Tra. Trước đó ta nghịch ngợm, nhưng mà mẹ ta thương ta lắm. Ta ghét cha ta, ông không nhận ta, ông ghét bỏ ta và còn hại chết mẹ của ta. Thì ra ngươi là Na Tra. Ngươi biết ta hả? Ta biết được tất cả những gì của ngươi. Ta hiểu được tại sao ngươi quan hồn bất diệt. Ta có thể tri pháp cho ngươi trường sinh. Nhưng mà ngươi phải hứa là đừng có ghét cha của ngươi nữa, đừng có nghĩ tới trả thù. Ngươi phải hiếu thảo với ông ta. Được, ta hứa với ngươi. Ta đã nói qua rồi, ra vào Nam Thiên Môn phải được phê chuẩn, không phải dị lòng đâu. Ta tới kiếm ngươi mà. Tới kiếm ta làm gì? Ngưỡng mộ ngươi thì tới kiếm ngươi. Hey, lần trước không nghe ta nói sao? Ta nói là ngươi không thích hợp với ta mà. Đợi vài năm hoàn thành xong rồi mới kiếm ta đi. Ta nói thiệt đó. Đừng có nói chơi nữa. Ta khuyên cô hãy cam lòng, chúng ta không thể nào đâu. Ai nói là hai đứa mình? Cô đừng có nói nữa. Vừa rồi chính ta nghe được cô nói ngưỡng mộ ta mà, không phải là chơi ta chứ. Ta và ngưỡng mộ ngươi thật ra là của người khác. Hắn mắc cỡ tới nói với người, cho nên mới nhờ ta nói thôi. Cô muốn biết lại hay không? Không được, chúng ta là thần tiên, không thể động lòng phàm đâu. Ta không muốn biết. Không muốn biết, vậy thôi ta đi. Khoan đã chờ chút. Cô kể cho ta nghe cũng tốt mà, để mai mới có thể gặp mặt rồi, có thể biết lánh né. Vậy đưa lỗ tai qua đây. Qua đây. Thấp chút nữa. Người đó chính là chị của ta, làm tiên tử. Cổ hả? Phải. Ta hỏi chứ lâu lắm chị mới nói ra. Thì ra là chị thích người đó. Cho nên ta định mời người đi coi chị, để cho chị được yêu một chút. Nhưng mà thiệt là tiếc,
Chị của ta là Hoa Khôi mà, biết bao nhiêu nam thần tiên mê chị, nhưng mà chỉ là không thích, chỉ là thích người. Cười cái gì, ta nghiêm túc đó. Ta cười cũng nghiêm túc đó. Nè, ta dẫn cô đi coi cái này. Cô đứng bên này ngó lên. Đứng ở đây, nhìn lên trên. Ba chữ đó là cái gì? Nam Thiên Môn. Đúng, nói đúng lắm. Hai người coi người ta cũng coi. Gác ở đây bấy lâu chưa có coi qua hay sao? Hai người qua bên kia tùng tỉa đi. Ở đây có ta được rồi, đi. Dạ, Thiên Bồng Nguyên Soái. Nè, ba chữ này chính là Nam Thiên Môn. Biệt danh của ta là mấy sinh sát tiên nữ. Nam Thiên Môn, mỗi một cung nữ ở trên cung đình này, cả tánh của họ, họ thích cái gì đâu có cần nói ra, là ta đã hiểu ngay. Thậm chí ta còn hiểu họ hơn là mình họ cái đám tiên nữ đó không có biết mình muốn gì nữa. Ta biết chị của cô là Tử Lan tiên tử đúng mà không sai. Cô là Hoa Khôi, nhưng mà quá lực lưỡng đi. Đàn ông nào cũng sợ cổ hết. Thế mà cổ gặp đàn ông là đánh ngay. Người bị ta đi kiếm cổ, nếu cổ nổi cơn đánh ta một trận thì có khác gì ta đi chịu chết. Bộ ta điên sao? Theo ta thì người không có càng điều. Thì như ta thì ngươi vốn dùng cái kích tướng thôi. Lấy mấy cái trò khỉ này đi đối phó với ta hả? Phép kích tướng. Đi dạy học thêm 3750 năm sau kiếm ta đó, đồ bỏ. Một cuộc tình tốt đẹp như vậy mà ngươi không biết quý. Tới chừng đó mất rồi thì đừng có hối hận, ta cũng giúp ngươi không nổi đó. Ê, đừng có ồn, đừng ồn. Đừng ồn, đừng ồn nha. Còn đứng này làm gì nữa? Đi về mau đi, lẹ lên, đi đi. Đừng có phòng ngại ta nữa. Đừng có giở trò quỷ quá nha. Thiệt tình. Lôi Cương, tới kiếm ta làm gì? Có thơ cho ngươi. Thơ? Thơ khiêu chiến hả? Ngươi nói cái gì đây? Tại sao ta phải khiêu chiến với ngươi? Ngươi không khiêu chiến với ta, nhưng mà ta thì muốn khiêu chiến với ngươi. Ba chánh nguyệt công báo hại, ta không có cô được Hằng Nga. Ngươi đừng có cản ta mà. Nè, ngươi nói cái gì đây? Hả? Đâu có gì. Ta chỉ là nhận lời gửi thác của một người bạn thân trao thơ này cho ngươi. Bạn thân? Trên cung trăng cơ bản chỉ có ba cái đồ. Một là Ngưu Cương, hai là Hằng Nga. Một là Ngưu Cương, một là Hằng Nga. Một là Ngưu Cương. Nó chỉ có hai người. Một là Ngưu Cương, một là Hằng Nga. Người bạn thân của hắn có phải tiện hay không vậy? Cổ là một người con gái tốt, ngươi phải đối xử tốt với cổ. Ta biết, ta nhất định xử tốt với cổ mà. Nhưng mà ngươi có phải là uống say không vậy? Cái chỗ đó tuy là của ta, nhưng mà ta không có ngại hai người đâu. Ây da, ngươi thì là cởi mở quá, ta cảm kích ngươi vô cùng, cảm ơn ngươi nha. Không ngờ ngươi là kẻ hảo tâm như vậy, ta đã trách lầm ngươi rồi. Hay gì mà ngươi phải đúng cây như vậy? À đúng rồi, tình cảm không thể nào miễn cưỡng được, ngươi đừng có đau lòng nha. À, nếu vậy ta cũng an lòng rồi, ta xin chúc phúc hai người nha. Ây, cảm ơn nhiều, chừng đó nhớ tới uống ly rượu mừng của ta nha. Được rồi, bây giờ ta phải về đống cây đó. Chào. Xin chào. Cố gắng nha. Được, ta sẽ cố gắng mà. Thơ của người bạn thân. Lưu Cương sư phụ, người không những giúp ta đưa thơ mà còn tốt bụng cho ta mượn chỗ này. Ta phải làm chút gì để đền ơn ngươi. À, chuyện nhỏ thôi, đừng có khách sáo. Vậy thì xin hãy giúp tới cùng, đem bình sữa quế qua này cho hắn uống nha, để hắn mạnh dạn một chút. Tới chừng đó là hắn dám chủ động để mà hành động. Ta biết mà, con gái phải bị động mới tỏ ra cao quý. Yên lòng đi. Nhớ phải cho hắn uống nha. Yên tâm đi. Cảm ơn ngươi. Tối đại uống qua bình rượu mạnh tử gì của ta, còn không bị mê man hay sao? Cây quế hoa dưới chân, người hẹn sau hoàng hôn. Người đẹp thì thon thoạt, thiên bồng khó tự chủ. Ta tới đây nè. Thiên bồng nguyên soái, ngươi tới rất là đúng giờ. Ngô lão đệ này, bộ bây giờ mới tới phá đám sao? Không lẽ lần đầu tiên hẹn người ta mà phải đi trễ hay sao? Đi. Nè nè, bạn thân của ta muốn mời ngươi uống 3 ly rượu đó. 3 ly rượu quế hoa này uống xong mới vào. Uống rượu? Tại sao? Dù sao người ta cũng là con gái, đâu có thể lần nào cũng bắt người ta chủ động chứ. Uống rượu xong mạnh dạn một chút rồi mới vào. Ngô lão đệ, ngươi thật là chu đáo. Uống đi. Uống hết luôn. Được. Hả? Mặt mày đỏ như vậy không sao chứ? Ngon quá đi. Rượu không say, người tự say. Nè, một khách xuân tiêu đáng ngàn vàng. Ta tới đây. Ta tới đây nè. Một khách xuân tiêu đáng ngàn vàng. Ngươi làm gì?
ta đã yêu tầm cô lâu lắm rồi. Cảm ơn cô đã cho ta cơ hội này. Tối nay ta tới đây. Coi con chạy đi đâu. Thiệt là tức quá đi. Nó thừa nước được thả câu, ta phải cho sống với nó. Mày nè, mày làm gì đó? Mày đánh người ta đi. Thiên Bồng Nguyên Soái, người lén động lòng phàm, mạo phạm Hằng Nga, tội thiệt là lớn. Ta phải đài người xuống phàm gian để trả tình kiếp ngàn thế. Đài xuống dưới. Xin đừng, chỉ là hiểu lầm thôi. Mong Ngọc Đế minh giám, ta chỉ nhận được một lá thơ, rồi Ngô Cương cứ biểu ta là đi 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 đi, ta mới đi thôi. Lá thư này tuy là kẻ gây ra tội, nhưng mà cũng đâu có biểu ngươi đi mạo phạm Hằng Nga. Tại ngươi tự háo sắc mê muội, cho nên ngươi phải chịu tội, đài hắn xuống trần gian. Ngọc Đế xin đừng, Ngọc Đế xin đừng, không mất mới tới ta đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Ngọc Đế đừng có làm gì. Ngọc Đế à. Ngọc Đế, Ngọc Đế. Tự gì? Xin ngài đừng có đại thiên bằng nguyên soái xuống trần gian, là bởi thầy to, xin hết phạt to. Dĩ nhiên phải phạt ngươi, nhưng mà Thiên Bồng Nguyên Soái lén động lòng phàm cũng là có tội. Nhưng mà... Đừng có nhưng mà. Lần trước người biến thành hoa tử gì muốn lén xuống phàm gian là vì lòng phàm chưa tận. Lần này người lại dùng kế để dụ dỗ Thiên Bồng Nguyên Soái đã phạm tội ác tại trời, người thiệt khó giữ mình, còn dám đứng ra xin cho người khác nữa. Bấm Ngọc Đế, tử di tiên tử còn kém nhỏ không biết chuyện, xin Ngọc Đế cho nó thêm một cơ hội. Vậy thì trẫm phạt người làm nô tỳ nội đình, làm việc cho Dương Mẫu để hối cải. Nếu còn tái phạm, nhất định phải phạt nặng. Tử Di biết tội, lôi xuống dưới. Thái Bạch Kim Tinh, cái chuyện Tôn Ngộ Không người làm ra sao rồi? Đã phái hai thần tiên giáng trần đi dò xét rồi, nhưng mà vẫn chưa có trình báo truyền về. Đã đi bấy lâu sao vẫn chưa có dò thám ra được? Nhất định là pháp lực của Tôn Ngộ Không cao cường, cho nên phải mất thêm thời giờ. Bẩm Ngọc Đế, đó là phương pháp tốt nhất. Xin phái 1000 thiên binh xuống dưới săn bằng cả cái hoa quế sơn. Bẩm Ngọc Đế, hai vị thần tiên dò thám tin tức của Tôn Ngộ Không đã về tới, bây giờ đang chờ lệnh. Mau truyền, hai người đã dò thám ra được gì? Bẩm Ngọc Đế, pháp lực của Tôn Ngộ Không thiệt là lợi hại, vừa phát công là gió mây đổi sắc, trời long đất lở. Lúc đầu chúng tôi vẫn có thể chống chọi nổi, nhưng mà sau đó hắn đã đánh chúng tôi tơi bời. Còn nữa, hai con mắt của hắn sáng như là hai cái lồng đèn vậy, miệng lớn như là cái thau, còn răng thì sắc bén vô cùng. Khế bẩm Ngọc Đế, tôi có một đề nghị. Hay là truyền triệu Tôn Ngộ Không tới thiền định, ban cho hắn một quan chức nhỏ, lợi thứ nhất là khỏi đem binh đi đánh, và có thể kiểm soát hắn, đừng để hắn phá rối ở phàm gian nữa. Không được, làm vậy chỉ là nuôi cọp làm loạn thôi. Võ Cốt Tinh, lập tức thống lĩnh thiên binh thiên tướng xuống phàm gian tiêu diệt hắn. Bẩm Ngọc Đế, dẫn binh hạ phàm tuyệt đối là không thành vấn đề. Chỉ nhưng mà ta đã từng nghĩ lại, nếu mà chúng ta mạo muội dẫn binh đi hạ phàm, e rằng sẽ hủy đi mấy ngọn đồi mấy cái biển, gây hại tới bình dân, vậy không tốt đâu. Thế như ta nghĩ, phải xử bằng cách hòa nhã là hơn. Phải, nên dùng cách hòa nhã là hơn. Thiên Bồng Nguyên Soái, kiếp thứ nhất phải làm thư sinh nghèo, sinh hoạt cũng phải bận khổ lắm, hắn đâu có chịu nổi. Nhà họ Lý gia tài muôn ngàn, giàu khắp một nước. Ý, còn cái chỗ đấy đầu thai mà. Được. Nghe đây, Thiên Bồng Nguyên Soái đã phạm thiên điều, Ngọc Đế đại người xuống phàm gian, người phải chiếu theo ý chỉ của Ngọc Đế. Dạ, Thiên Bồng Nguyên Soái đậu thai tới nhà họ Lý làm con heo. Ngươi nói gì? Bắt ta làm con heo? Ngọc Đế của chị, chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Ngưu đầu mã diện, lập tức xô hắn xuống cầu này ha. Xin đừng, đừng nghe, đừng có xô ta. Ngọc Đế có phải lầm lẫn hay không vậy? Biểu ta làm một con heo, làm sao mà ta trải qua được tình kiếp ngàn năm này? Ngọc Đế, xin đừng.
Chỗ này là chỗ nào đây? Không lẽ ta biến thành một hạt gạo à? Không phải đâu, ta về chào đời mà. Khoan đã, tại sao ta còn nhớ được chị? Ta là Thiên Bồng Nguyên Soái mà. Ây, nhất định ta là thần tiên chuyển thế, cho nên mới nhớ được thôi. Nhà này cũng lạ thiệt, để một lát nữa ta bị heo tha đi rồi. Sao cái lưng ngứa quá vậy? Để gãi chút đã. Tay của ta đâu? Ôi trời đất ơi, tay heo, tay sao kỳ vậy? Hả? Tay sao kỳ vậy? Tại sao ta trở thành một con heo vậy? Không thể nào. Ta phải là con người mới đúng. Thiên Bồng Nguyên Soái, Thiên Bồng Nguyên Soái, đừng có kêu ta nữa. Thật ra ta thấy ngươi biến thành như vậy, ta cũng thấy không được an lòng. Ngươi thấy ta biến thành con heo rồi, đã hài lòng chưa? Ta biết ngươi nhất định không tha lỗi cho ta, nhưng mà ta muốn làm một việc cho ngươi, để ta được thoải mái một chút. Đừng có giở trò nước mắt cá sấu nữa. Viên thuốc này tặng cách từ nơi Thái Thịnh Lão Quân, có thể giúp người khôi phục lại pháp lực. Tiền sao? Được. Có phải tiền hay không vậy? Vậy ta ăn đó nha. Sao vẫn chưa được khôi phục vậy? Bởi vì bây giờ người chỉ là một con heo thường. Nếu như người muốn khôi phục pháp lực thì từ từ mà. Nói vậy là ý gì? Ta nghĩ ít nhất phải làm thêm 100 kiếp con heo. Vậy ta thà chết đi cho rồi. Cảm ơn sư phụ đã cho con sống lại. Đứng lên đi, ngươi đã được lành lại rồi. Đã quen với thân thể mới của ngươi rồi chứ? Dạ khá lắm. Thật ra có thể trùng sanh thì con đã mừng lắm rồi. Na Tra, ngươi có nghe nói qua chưa? Người tốt được tốt, người thiện được thiện. Chửi người thì bị người chửi. Nhân nào quả nấy, có hiểu không? Xin sư phụ giải thích cho con. Chúng sanh tướng đều do nhân quả tuần quẩn. Ngươi giận người, người cũng giận người. Tha thứ người, người cũng tha thứ cho người. Có hiểu không? Sư phụ nói như vậy là muốn cho đệ tử quên đi thù hận. Biết dứt bỏ, đó chẳng qua là bước đầu thôi. Sư phụ hỏi con còn giận cha của con hay không? Đệ tử đã không còn giận cha nữa, nhưng mà muốn tiếp nhận ổng thì phải có thời gian. Mong sư phụ thông cảm. Vậy thì ta yên lòng rồi. Nè, bây giờ con phải giúp ta đưa hai viên tiên đơn này cho cha của con. Dạ, sư phụ. Phong quả luân của Na Tra nhanh lắm, may là mình vẫn nhanh hơn nó một bước. Ê, Thái Ức Chân Nhân. Ê, sao rảnh rỗi tới đây vậy? Ê, ông bị xuyễn hơi hả? Ngồi xuống nghỉ chút đi ha. Thằng Năm rót trà. Bây giờ không phải là lúc uống trà. Nói về tới chưa vậy? Ai về tới đây? Na Tra đó. Người tưởng nó về trả thù hả? Ta kêu nó về đó. Ê, người đã biết nó hại chết cha mẹ mà, người còn biểu nó về đây. Người muốn nó giết chết ta hay sao chứ? Nè nè, chính ta muốn thử nữa đó. Ê già, người thiệt là giỡn trời quá. Người ta đã bị người hại cho ta rồi. Ê già, núp lại đi. Người núp lại mau lên. Ôi à. Cha, sư phụ Thái Ức Chân Nhân biểu cô đem hai viên thuốc tiên tới cho cha, mong cha vui lòng. Thái Ức Chân Nhân thì tốt với cha quá đi ha. Chân Nhân đạo cốt tiền phòng phong thái hơn người, quan trọng là thật tâm nhân hậu. Sao không vô nhà ngồi chơi? Chuyện này ít khi cha con được gặp mặt mà.
vô nói chuyện chút đi. Vậy con không khách sáo. Na Tra, con còn giận cha hay sao? Sư phụ đã có dạy con đã nghĩ suốt rồi. Thật ra hôm xưa con cũng làm nhiều lỗi lầm, như là lần trước đã đốt đi từ đường của tổ tiên. Cha còn giận con không? Ồ, cha không giận. Sao lại giận con chứ? Lần đó thật ra ai biểu con đi thắp nhang bừa bãi như vậy. Thưa cha, lúc đó cha đã cái phong quả lực của con, cho nên mới bị cháy đó. Vậy à? Cha quên mất, cha đã quên mất tiêu rồi. Như vậy từ đường đã tu sửa lại chưa cha? Đã tu sửa lại. Bàn thờ tổ tiên để lại chỗ cũ hết rồi. Cha, vậy cha dẫn con đi thắp nhang để tỏ lòng hiếu thảo nha. Có được không cha? Được, qua đây. Tôn kính tổ tiên á, có lòng là được rồi. Thắp nhang chỉ là hình thức mà thôi. Vậy con đi trước nha, để tránh sư phụ chờ con. Phải đó cha, hai viên thuốc tiên đó cha nhớ uống nha, tốt cho sức khỏe của cha đó. Đương nhiên. Vậy con xin cáo từ. Ngươi còn không ra? Thái ớt chân nhân à, ngươi thiệt tình, chuyện gì bị nó về kiếm ta chứ? Cha con ngươi đâu có thù quán sâu nặng gì. Ta đương nhiên là không có, nhưng mà nó có đó. Vừa rồi ngươi cũng thấy hắn không có mà. Đâu có biết lần sau hắn có nổi chứng không đây. Vậy đi nha, ta có cây tháp, ta sẽ đem chân thân và hồn phách của Na Tra thâu vào đó. Khi hắn vào đó rồi, sẽ bị muôn ngàn chân quả thiêu đốt, nhất định sẽ đè được. Còn nếu quá cần thiết á, dùng tháp luân linh. Wow, tháp luân linh. Lần này trở về hắn nhìn thấy mình quả tốt như vậy. Hơn nữa kể lại chuyện xưa lại có nhiều sơ hở, nhất định là chuyện muốn gạt mình mà. Chuyện dễ làm gì. Sư phụ, đệ tử đã đem hai viên thuốc tiên về cho cha rồi. Lần này gặp lại cha của con có cảm giác gì không? Dạ không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ như là sự giao tiếp của người quân tử mà thôi. Con đặt chân tới cảnh giới này thì ta cũng an lòng đi dân du tứ hải rồi. Hả? Sư phụ định dân du tứ hải hả? Vậy đệ tử làm sao kiếm sư phụ? Sau khi ta đốt đèn thất tình là có thể hoàn toàn nhập định dân du ở ngoài thất trùng thiên, cho dù muốn kiếm ta cũng không ra. Vậy lỡ như con có chuyện, sư phụ có cảm ứng được hay không? Ta như đã cách ly hẳn sẽ không biết gì hết. Như vậy chỉ cần con an phận thủ thường, ở lại luyện công, đừng nghĩ tới việc trả thù là được rồi. Dạ con biết. Còn tới làm gì? Còn phải hỏi, chúng ta ngoài việc có thù hận còn có việc gì nữa? Bây giờ ta tới đây để trả thù cho mẹ ta. Không được. Đại ca gì ca, hai người tránh ra. Để đừng có gây thêm lỗi lầm nữa. Ta có lỗi gì? Trăm sai ngàn lỗi cũng là Lý Tĩnh thôi. Hai anh đừng có nhiều chuyện nữa. Ta đâu có thể nào bỏ mặc cha chứ. Không lẽ hai anh quên mẹ gì sao mà chết hả? Dù sao vẫn là cha của mình. Ta không có cha này. Từ lúc ta chào đời, hắn đã không coi ta là con nữa mà. Ta nghĩ tình hai người có tình anh em với ta, cho nên ta mới nới tay. Nếu như còn cản ta không khách sáo đâu. Không được. Ê, con đừng có làm ẩu nha. Con đã có thể không tới kiếm cha trả thù nữa mà. Nếu như con nuốt lời sẽ bị trời phạt đó. Lần này ta tới là định chết chung với ngươi. Na Tra, con đã được trùng sanh á, ta phải biết quý mến chứ. Na Tra đã chết rồi, trùng sanh chỉ để kiếm người trả thù thôi. Chịu chết đi. Không ngờ phải dùng cái tháp này rồi. Thái ớt chân nhân, ông ta đúng lúc đó, mai là người đưa ta cái tháp này, nếu không ta biến thành ma rồi. Thả ta ra. Na Tra, ngươi có biết lỗi chưa? Ngươi coi nó đi, tới chết vẫn không chịu hối cải. Na Tra, nếu con còn chấp nhất như vậy, nỗi khổ của con sẽ vô cùng vô tận. Hành hạ con không phải là ngọn lửa trong tháp, mà là ngọn lửa trong lòng con. Sư phụ, con biết lỗi rồi. Thả nó ra đi. Được.
Ta đã trao tháp lung linh cho Lý Tịnh rồi, lúc nào cũng có thể thu phục được ngươi. Từ nay không có được nhắc tới hai chữ trả thù nữa. Cha con với nhau mà, gặp nhau rồi tại sao phải tàn sát lẫn nhau chứ? Tiếp chỉ. Thừa lệnh của Ngọc Hoàng Đại Đế, Lý Tịnh cùng với Kim Tra, Mộc Tra và Na Tra về thiên đình phục lệnh, gia nhập thiên binh thiên tướng, đồng tâm hiệp lực để duy trì chánh nghĩa và an ninh của thiên quốc. Không chỉ đổi hoàn cảnh mới, trao dồi giúp đỡ lẫn nhau cũng là một lời tốt, để hai cha con ngươi có thể cải thiện quan hệ với nhau đó. Lý Tịnh, ta không ngại nói thẳng với ngươi, Na Tra từng phạm thiên điều, sau khi trở lên cần phải chịu rèn luyện gian khổ mới có thể được liệt vào giới tiên. Tạ ơn Ngọc Hoàng Đại Đế. Đại Dương đã có thấy khủng long chưa? Có. Có phải lớn lắm à? Nhỏ xíu à, cỡ bằng con gián thôi. Dài lắm. Có nhìn thấy đại bạch xà hay không? Có. Dài lắm phải không? Ngắn ghê lắm, còn ngắn hơn cái đuôi của các người đó. Dài rồi. Đại Dương, có nhìn thấy ai ba mắt không? Làm gì có người ba mắt? Người coi. Tôn Ngộ Không, cô muốn đánh lộn không? Lúc nào cũng hoan nghênh. Qua Quá Sơn Thạch Hầu Tôn Ngộ Không, Ngọc Hoàng Đại Đế có thánh chỉ tới, còn không mau quỳ xuống tiếp chỉ. Bộ ta không quỳ thì ngươi không đọc thánh chỉ hả? Mau lên đi, đừng có lan nhăn dây dưa nữa, đừng có tự làm mất thời gian của mình. Thưa thánh chỉ chiêu an của Ngọc Đế, nay phong Qua Quá Sơn Thạch Hầu Tôn Ngộ Không làm thiên đình Bạch Mã Ôn, hưởng bổng lộc. Ngọc Đế hạ lệnh trong vòng 12 canh giờ là phải lên thiên đình trình diện. Không? Có phải là bảnh hay không? Bảnh. Quay phong hay không? Quay cỡ nào? Cái gì? Không cho đi. Chuyện gì chứ? Đàn ông phải lấy đại nghiệp làm đầu mà. Bao nhiêu người tu hành cả trăm năm cũng không có cơ hội lên thiên đình đó. Đây là cơ hội tốt nhất cho ta. Có phải mỗi ngày ngươi nhìn ta chán rồi không? Đâu có. Nghĩa là chán rồi. Không. Sau khi ngươi đi rồi, chúng ta sẽ không được gặp nữa. Trên đó lại có nhiều tiên nữ thiệt đẹp, ngươi nhất định sẽ hay lòng. Bây giờ ta đi làm việc mà, đâu có phải đi ngắm tiền nữ. Ở lại đây làm đại dương không tốt hay sao? Lên đó là một quan nhỏ, còn phải bị người ta xỉ giả nữa. Làm gì có, Bạch Mã Ôn là quan lớn đó. Chỉ có chữ Bạch thôi đã biết rồi. Kim Bạch Quy Hoàng, thiệt là có khí thế, thì cũng là chữ Bạch thôi. Hơn nữa nằm phía sau chữ Bạch thì là hai chữ Mã Ôn. Mã Ôn chắc là quan lớn đó. Lần này nhất định tiền đồ rực rỡ. Không được. Không cho đi. Hay là để nửa tháng 10 ngày nữa rồi mới đi đi. Được. À, thiệt hả? Ừ. Vậy giờ chúng ta thành hôn rồi mới đi. Được. Chờ sanh con rồi mới đi. Được. Chờ con mình đầy tháng rồi mới đi. Được. Ngộ Không thì thiệt là tốt quá đi. Ý, tại sao lại có một người không nữa? Tại vì người của ông chỉ là long khỉ thôi. Xin lỗi nha, cảm giác của ta mãnh liệt lắm, ta nhất định phải đi mới được. Có thời gian ta sẽ trở về thăm cô. Xin chào. Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, ta không có cho người đi như vậy đâu. Ta nhất định sẽ kiếm người về. Tôn Ngộ Không trình diện. Đưa đây. Đưa cái gì? Bao phục của ngươi. Sao phải đưa ngươi? Tất cả những đồ cá nhân của Phạm Giang đều không thể đem vào thiên đình. Ai nói? Ngọc Đế, không tin thì lại đây. Thiên đình phát quy, lằng nhằng lải nhải thì là dài dòng. Ai định vậy? Dĩ nhiên là Ngọc Đế. Ê, thôi được. Ê, không được lấy cái dây này. Không cũng phải lấy. Vật kỷ niệm của bạn ta không được lấy. Ngọc Đế có lệnh, những thứ không thuộc về thiên đình nhất định không cho đem vào. Huống chi sau chuỗi này có yêu khí quá mạnh. Tổ cha nó, cái đồ mắc dịch. Ê, tại sao lè lưỡi? Lè lưỡi không được hả? Bộ trên thiên tình này có luật lệ, không được lè lưỡi nói chuyện hay sao chứ. Cái lưỡi của ta nó dài mà, muốn làm gì làm đi, cắt bỏ đi. Con voi con nó biết nhảy, con khỉ nó biết lè lâu cây, con hồ ly nó biết nhào lộn. Sau khi vào Nam Thiên Môn thì luật lệ lưu bù, thì là phiền phức.
Đúng là nhiều chuyện. Vậy có phải đẹp hơn không? Yêu khí đầy mình, không có tư cách vào thiên đình. Cái này của người trả cho người. Sao sao chuỗi này vào tay của người? Tôi Ngộ Không đâu? Ngộ Không người ta tới làm quen đó, còn giữ đồ y tinh này làm gì? Đi ngay đi. Ta không tin. Ngộ Không đâu có nỡ bỏ ta. Ta ở lại chờ hắn. Chờ, chờ tới bao giờ? 5 năm, 10 năm, 20 năm ta cũng có thể chờ. Vậy còn 500 năm mới có chờ không? 500 năm? Phải, làm thần tiên không đơn giản như người nghĩ đâu. Không được Ngọc Đế phê chuẩn, không có ai có thể rời khỏi thiên đình. Phải đợi 500 năm mới được nghỉ một ngày đó. Còn nữa, làm thần tiên không thể khạc nhổ bừa bãi đâu. Không thể nổi loạn, không thể đánh lộn, không thể cờ bạc, không phá hoại vật công. Hay da, đủ rồi, ngươi nói đã chưa, lăng nhăng lại nhảy. Tình cảm ta và Ngộ Không vượt qua thử thách mà. Thử thách? Ngươi dự định thử thách có thời gian không đây? Tới chừng đó nhan sắc phai tàn, Tôn Ngộ Không không lấy người nữa đâu. Ngươi đi ngay đi, nếu không thả thiên khuyển ra cắn người đó. Đây, đi. Tôn Ngộ Không, ta chưa bỏ người mà ngươi dám bỏ ta. Ta sẽ bắt người phải hối hận. Hoàn nghênh hoàng mới nhận chức Bạch Mã Ôn, đại nhân tuấn tú đẹp trai giá lâm Bạch Mã Ôn. Ngươi là ai? Ta là Tiểu Bích, từ nay là trợ thủ của người, tức là trợ chân, trợ mắt, trợ tay, là giúp cho người. Tại ngày bát phương mắt nhìn tứ diện, gọi ta Tiểu Bích, mọi việc xong xuôi. Tiểu Bích, Tiểu Bích, Tiểu Bích, Tiểu Bích, Tiểu Bích. Dạ. Ngươi phải thật thà nói cho ta biết, cái chức Bạch Mã Ôn này thật ra lớn không? Lớn, người của phủ Bạch Mã Ôn lớn đặc biệt đó. Bàn của Bạch Mã Ôn phủ cũng lớn dữ lắm. Lá cây của Bạch Mã Ôn phủ á thiệt là mềm mại, nền nhà cũng lớn hơn điện Lăng Tiêu. Còn cột trụ của Bạch Mã Ôn phủ so với Tấu Túc cùng đó thì lớn hơn 2 tấc lận đó. Cái giường treo á không những là có thể lắc, còn lớn đặc biệt nữa, bảo đảm là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Người nghĩ coi chức vụ này lớn không đây? Đại ca, cái chức quan này của người á thiệt lớn dữ lắm đó. Được, ta tin ngươi. Người ta nói quan mới lên nhậm chức là ba nhóm lửa. Hôm nay đại ca không nổi lửa đâu. Hôm nay có lời chúc mừng gì tốt đẹp, nói ra nghe thử coi. Dạ, chúc đại ca ngựa không dừng gió, vạn sự như ý, muôn sự tốt lành, muốn gì được đây. Bây giờ đi làm việc. Được, làm việc ngay. Dạ, bây giờ lập tức dẫn đại ca tới chuồng ngựa coi thử. Coi con ngựa của ta hả? Thuộc hạ của ta đâu? Chính là ta. Ai đã dừng cho ta? Cũng là ta. Ai quạt ta? Thì cũng là ta. Ai đã bóp cho ta? Cũng là ta. Lại là ngươi? Phải. Ta là quan lớn phép có hầu vậy chứ? Đương nhiên, nhìn một cái đã biết là ta rồi. Tuy ta chỉ có một người, nhưng mà có thể chống chọi nhiều người, có thể cản vào cản súng. Lão tôn này không sợ gươm đau, cần gì phải cản. Ta thiệt lo là người biểu ta cản đó. Cái gì? Không gì. Chuyện gì mà không vậy? Hắn lại. Người này dữ lắm. Dữ cái nào? Dữ quá cỡ. Ta không tin. Phải thử mới biết. Tắm sạch con ngựa này cho ta. Tất cả những cái móng đều phải trả cho cô. Con ngựa của ta đã quen ngắn bóp, một canh giờ mỗi ngày, đừng cho ăn bừa bãi sẽ bị đau bụng. Ê, ngươi nói chuyện với ai? Dám dùng thái độ này. À đúng rồi, ta nói chuyện với ai hả? Bạch Mã Ôn, Võ Khúc Tinh Quân. Ngươi đã nghe chưa? Là Bạch Mã Ôn đó. Bạch Mã Ôn? Đúng là thái độ này, muốn gì? Đi. Chà nó, cái đồ mắt. Đại ca, xin rộng lượng khoan hồng. Ngươi tưởng ngươi là ai? Bạch Mã Ôn chỉ là một mã phu thôi. Mã phụ cái gì? Hả? Mã phụ là da của ngựa, lớn nhất đó. Tiền lớn khủng khiếp, hoài phòng lắm. Rất hoài phòng, rất lợi hại. Hắn tên gì? Võ Khúc Tinh. Võ Khúc Tinh. Các gì? Võ Khúc Tinh Quân có chuyện muốn nói đó. Đã rèn luyện ý chí dẻo dai và khả năng rồi. Tiên đình đã chuẩn bị mấy cuộc thi đấu cho các ngươi. Nếu ai có thể thắng liên tục 10 trận, ta có thể hoàn thành tu luyện chính thức, liệt vào lớp tiên. Hãy tiếp tục luyện tập. Người đó là ai vậy? Là Na Tra, con của Lý Tịnh đó. Ồ, là người có xích mích với Đông Hải Long Dương hả? Hèn gì cái mặt của hắn như là muốn đánh lộn vậy? Nhóc con, người thiệt không nể mặt Võ Khúc Tinh Quân chút nào. Ông ta đang nói người đâu thể bỏ đi chứ hả? Người muốn cái gì đây? Na Tra sẽ trở thành một công cụ kiếm tiền của Võ Khúc Tinh ta. Có chuyện gì rấy lỗ tai, đâm bóp, rồi cắt móng cho nó. Tụi nó cũng bảnh thiệt.
Đại ca, không phải mỗi con người đều được hầu hạ vậy đâu. Nó xuất thân danh môn, thành tích xuất sắc, đã giật được giải nhất ở trong cuộc đua chuyên nghiệp, giúp cho Võ Khúc Tình kiếm tiền lấy lè. Đương nhiên phải hầu hạ chu đáo. Lỗ mũi lớn như vậy thì là phách lối. Đã biết được cưng cho nên trở thành mất dạy mà. Đúng là cái đồ khó ưa. Đại ca nhỏ tiếng chút đi, nó biết nghe tiếng người đó, nghe được là không hay. Ta cũng biết nghe tiếng người mà, đừng chọc giận ta nha. Chọc giận ta hả, ta sẽ cắt hết móng của người đó, chừng đó người sẽ biết tay. Đừng có lớn tiếng mà. Nếu như không, đại ca muốn đánh thì đánh ta đi. Thiệt hả? Ừ. Thiệt hả? Ừ. Muốn hả giận, không nhất thiết phải đánh nhau. Đại ca muốn làm gì đây? Chỉ cần Bạch Mã Ôn được vui vẻ, chúng tôi chịu gánh mọi trách nhiệm mà. Cho dù Võ Khúc Tình đại nhân trách tội cũng không lời tàn vàng. Tổ cha nó, cái đồ mắt dịch. Ha, chó đốm đen thì ngươi thấy rồi, nhưng con ngựa đốm trắng ngươi đã thấy chưa? Nhìn đi, thì là đẹp quá. Hay là cười một chút đi. Nhăn mặt mày để làm gì hả? Cười chút đi, cười chút đi, cười đi. Cười một chút đi, cười đi. Tử Lan là tiên tử, tiên tử là tiên tử, tiên tử. Wow, wow, Tử Lan tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền ha. Nhìn dốc dáng đã biết đúng là trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa rồi đó. Tiên là đẹp quá đi. Đã thấy chưa, lần này đã hết hồn chưa? Tử Lan tiên tử, nghe cái tên thì ngươi đã bị trúng tà rồi. Nói mau, thật ra là thần chú đó hả? Tử Lan tiên tử, bốn cái chữ này như là thần chú của tình yêu vậy. Tử Lan tiên tử thật ra là tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần, đừng có nói là người thường, cho dù là thần tiên cũng không thể mô tả được sắc đẹp cho người nghe đâu. Tử Lan có thể nói là một tiên tử đẹp nhất lâu nay ở trong thiên đình đó. Cô yểu điệu thước tha, xinh đẹp duyên dáng, hơn cả bông hoa nữa. Sắc đẹp không những là trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, cả nụ cười cũng có thể khiến cho chúng sanh mê mệt. Ấy ta còn chưa nói xong, cô không những là dịu dàng hiền thục, mà còn là một tiên nữ mong mỏi của các tiên nam đó. Nhưng vấn đề chính là Tử Lan tiên tử là một đóa hoa đẹp nhất trong những đóa hoa đó. Xin hãy bằng lòng với tiểu sinh đi. Ây da, ây da. Ngươi có biết là hoa này tao trồng bao lâu hay không? Dám hái hoa của tao. Tử Lan tiên tử, xưa nay danh kiếm phối anh hùng, bảo bàn sẽ phối với người đẹp. Cô hãy bằng lòng với ta đi. Có giỏi thì đừng có chơi. Tí tỉ, vợ công của chị càng lúc càng lợi hại, nhất là chú thúi tầm trưởng với xương trà cướp vừa rồi, thiệt làm em hết hồn. Sao có nhiều tên đặc biệt vậy mà tao chưa nghe qua? Người đã nghe được từ đâu? Thì là ở trong cuốn tự điển. À, tứ gì tỷ tỷ, chị có biết dạo này trên thiên đình ai khét tiếng nhất hay không? Khét tiếng nhất hả? Là Ngọc Đế, ngài chuyên xử những việc lớn nhất có thiên đình. Không phải đâu, gần đây nhiều người bàn tán, hình như có một người vừa tới thiên đình trình diện tên của hắn, tên là Na Tra. Na Tra, Na Tra, Tra, Tra. Tao chưa nghe qua. Em cũng còn biết, nhưng mà em thường nghe họ nhắc tới. Hình như hắn chỉ chính thức làm thiên binh thiên tướng đó. Chị có thấy lạ hay không? Có gì mà lạ, nói ra nghe coi. Đánh giỏi mà. Là bởi vì thiên định có quy định, nếu thắng được 10 trận thì có thể tuyển vào đội thiên binh thiên tướng. Hôm xưa những thiên binh thành đạt đều có ăn có thua, nhập lại mới đủ 10 trận. Còn hắn thiệt là lợi hại, đã thắng một lượt 8 trận, hơn nữa đã phá được kỷ lục mấy trăm năm của thiên định. Chê, ta còn tưởng là có gì hay, chỉ vì đối thủ của hắn quá yếu mà thôi. Lần sau thì hắn nhất định sẽ thua. Thật ra em cũng muốn coi hắn dỗ cỡ nào, đánh cái với chị. Võ Khúc Tình đại nhân à, hôm nay Na Tra nhất định bị thua. Tôi đã ăn vàng rồi nè. Tuyển thủ hôm nay đã phá kỷ lục thắng liên tục 8 trận mà không hề thua, đó là tiểu quyền thần Na Tra. Mỗi lần đều dùng bí cấp để đánh gục đối thủ. We'll be right back.
làm gì? Diễn tuồng mà cần gì liều mạng vậy? Nằm xuống, nằm xuống. Cô nghe không? Nằm xuống. Đánh liều mạng như vậy mà không cân nhận đánh như thế nào vậy? Có lẽ là đóng kịch thôi. Trong lúc trả đũa sẽ thua. Chà! Nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống đi, đứng lên làm gì? Nằm xuống. Đã thêm một chốt rồi, tại sao còn chống chọi? Hắn sung sức thì còn cho điền đó. Cũng không ngờ hôm nay chống trả giỏi như vậy. Nằm xuống đi, ngươi làm gì mà đứng chơi chơi vậy? Nằm xuống mà lên. Quyệt, để vào trước rồi mà. Sao không nằm xuống? Ta không tin là ngươi không nằm. Ngươi liều mạng cho ai coi? Cha ngươi không thích ngươi, mẹ ngươi không thích ngươi. Ngươi đã chết rồi, còn lẻ loi một mình nữa. Sống làm gì? Chết đi. Nhóc con, người thiệt muốn khi kiến sao? Tại hắn gây với ta trước. Có trách thì trách hắn đi. Người chết cũng không chịu thua. Bộ tưởng chúng tôi vô dụng hay sao? Người cứ muốn chống chọi với ta. Có phải là không có muốn vào lớp tiên hay không vậy? Người nói nếu thắng được liên tục 10 trận á, là được liệt vào lớp tiên, nội quy của thiên đình. Không lẽ nó quên rồi sao? Tại cho người tiến cấp thì sao? Người chỉ là một thiên binh, muốn chống chọi với Võ Khúc Tinh này à? Là muốn chơi chết người dễ dàng thôi. Muốn chơi ta hả? Được, lúc nào tôi cũng sẵn sàng. Người thấy là người có tài giữ tay chân lại để đánh luôn trận này sao? Nhóc con, phải biết là ta một giá rất cao đó. Dương mẫu nương nương tới. Lần sau mới thành toán với người. Đi. Những con thú không có eo thiệt là nhanh đó. Mạnh nhất là chỗ eo. Vậy mà không hiểu hả đồ ngu? Tôn Ngộ Không, thì không ngờ trên thiên đình lại có thể gặp lại người. Na tra. Tại sao tới kiếm ta? Tại vì mình còn một trận chưa có đánh. Được, vậy hôm nay chúng ta đánh. Nhưng mà bữa nay ta lại không muốn đánh. Ta muốn một bữa say sưa với ngươi nhờ tử luôn. Sao đây, ngươi đã sẵn sàng chưa? Được, ta sẵn sàng. Wow, bận rộn cả buổi là làm cái này đó hả? Nhất định là có chuyện rồi. Có chuyện gì, hãy mau khai ra đi. Được, để ta cho mười biết. Nhưng mà không có được nói ra đó. Ta nhờ mấy trăm năm nay cứ mơ thấy cùng một giấc mơ. Giờ giấc mơ này càng lúc thì càng như thiệt. Có cảm giác như càng lúc càng gần. Vậy chị mơ thấy cái gì lại khiến chị vui vậy? Chị mau nói đi. Chị đã mơ thấy một người. Hắn là sao? Hắn hả? Thật ra chị cũng không có rõ tướng của hắn lắm đâu. Nhưng mà hình như càng lúc thì càng hiện rõ, và càng lúc thì càng thấy như là thiệt vậy. Chị có linh cảm như sắp gặp được hắn. À, chị nha, chắc đã động lòng Xuân rồi. Đâu có, chỉ là giấc mơ thôi. Theo em không phải đơn giản là giấc mơ. Wow, còn em, sao mơ đi mơ lại cũng không có một giấc mơ nào vậy? Ý, em đi con đà trà đấu võ mà. Ăn hay thua vậy? Em hả, tới đây báo cáo với chị. Đã thua rồi. Tổng cộng anh đã thắng 9 trận chỉ còn 1 thôi. Đà trà thiệt lợi hại như vậy hay sao? Hắn không những là lợi hại mà còn bảnh trai lắm. Ha ha, chị cứ tưởng là chỉ có mình chị dệt mộng thôi. Thì ra cũng có người giống như chị. Em không phải đâu. Em không có thích anh đẹp trai. Đẹp trai không có thật thà. Thật ra một con người có đẹp hay không thì không có quan trọng. Quan trọng là có tốt bụng hay không thôi. Nhưng mà người đẹp hay không, có tốt bụng hay không, không có mới tới mình, đúng hay không? Thiên định có quy định là mình không có thể nói chuyện yêu đương đâu. Thiệt là quá bất công. Ngọc Đế với Ngọc Mẫu Nương Nương, họ cũng đã kết làm vợ chồng. Nhưng mà nội quy do họ định mà, chúng ta cũng hết cách thôi. Mười với tỷ giống là hoa quả phạm gian, đã được thái ớt chân nhân dùng xới. Cũng may được Dương Mẫu Nương Nương thái ớt, hái về tận trăm trồng tỉa mới có thể trở thành tiên nữ. Không lẽ làm tiên nữ chỉ có không thích hay sao?
Chúng ta chỉ có thể phục tùng, không có thể phản kháng đâu. Vừa gặp ngươi thôi đã hát hơi liên tục mười mấy cây. Kiếp này đúng rồi. Ngươi tới làm gì? Làm gì làm gì? Ngắm qua không được hả? Ngắm qua? Ngắm ta thì đúng hơn. Tưởng là ta tình ngươi thì sao? Ngắm người ta cũng đâu có cần lén lúc lắp đó không có quan minh chánh đại. Đúng vậy, bây giờ ta quan minh chánh đại ngắm người đó. Ngắm cái còi, ngắm bên phải, ngắm bên trái, ngắm ở trên đầu, rồi ngắm ở dưới cằm. Ngắm người, ngắm người. Ngắm ta? Ngắm ta? Ngắm ta? Tại sao không rút? Khi đánh lộn ta không thích rút. Một là ta đứng yên để cho người ta đánh chết, hay là ta đánh cho người ta chết. Làm bắt như vậy. Đánh ta đi. Đánh ta. Đánh ta đi. Đánh mau. Sao lại không đánh? Đánh ta. Sao ăn triền tử mà người cũng dám đánh? Ta sẽ đánh người mà. Thiệt hay quá, phải đánh như vậy. Đánh tuyệt quá, sức mạnh thì cân bằng, vị trí thì thỏa đáng, khiến ai con mắt đều đen hết. Thiệt là tuyệt vời. Mới đánh cô chút bị cung rồi hả? Không phải, quyết không phải là chuyện này. Người đánh thức ta thôi. Thân công của ta yên tâm đi. Ngày mai ta sẽ đem quà quả tới thăm viếng, luôn tiện trò chuyện với người. Đồ điên, điên. Thiệt là quái phong. Đúng thiệt là quá oanh liệt. Giống như ở trong giấc mơ, dịu dàng tế nhị lại có phong độ. Như vậy là dịu dàng tế nhị hả? Như vậy mới có phong độ sao? Mình mẩy đầy lông lá như là con đười ơi. Nhiều lông thì mới hấp dẫn. Tao không thích trắng trẻo. Trong dịu dàng phải có táo bạo. Trong bảnh trai phải có chút bài bướm. Là thiện đời. Tao thiệt thích quá nè. Thiệt là bảnh trai. Nguyệt lão, xin hỏi duyên phận của ta như thế nào? Duyên phận của Tử Lan là do trời định, không làm sao thay đổi được. Nếu vậy thì hay quá. Vậy cô cũng muốn biết cô có duyên phận gì với Ngộ Không hay không? Muốn. Ngộ Không trước đó là một ngôi sao xa, còn cô là một hạt giống hoa Tử Lan mọc ở bên cạnh ngôi sao đó. Nhờ khí tiên và nước của ngôi sao xa mới mọc thành một cây hoa lan tím. Cho dù cô là người hay là thần tiên thì cô nhất định có liên hệ tới Ngộ Không đó mà. Đại ca, chuyện gì? Ôi, lâu quá rồi không được kêu như vậy. Trước kia núi hoa quả ta thường kêu như vậy đó. Tất cả loài khỉ ở núi hoa quả đều chạy ra hết, họ trở về kiếm ta. Ồ, ngươi nhớ tới bọn nhỏ hả? Bọn nhỏ cái gì? Là khỉ con khỉ châu. Nếu như nhớ tại sao không về thăm cái đám khỉ nhỏ này chứ? Ai mà không biết. Nhưng mà không được nghỉ phép. Ế, có thể đi xin mà. Xong nói sớm. Ngươi không hỏi. Bây giờ đi hỏi, nói đi. Được, nếu như là thần tiên cấp dưới muốn xin phép, cho dù là phép tài, phép bệnh, phép lệ, đều cũng phải hỏi võ khúc tình đó. Bây giờ là thần tiên cấp dưới, còn cấp trên thì sao? Cũng phải hỏi võ khúc tình, do hắn quản lý. Làm sao đi xin? Phải đích thân đi kiếm hắn để tỏ lòng thành. Nhưng có một điều, hắn sẽ nhờ người làm chút chuyện. Ta giao trước nha. Rót trà, rót nước, hầu hạ, đấm bóp, trải giường. Chuyện này ta quyết không làm đâu. Chuyện nhỏ này giao ta làm được rồi. Vậy đứng ở đây làm gì? Uống trà hay uống nước? Nước. Lạnh hay nóng đây? Lạnh. Dạ hiểu. À, dạ dạ, đại ca, có tiền kìa, tiền. Cho điện. Là hai thằng điên. Hả? Ta là Tử Lan Tưởng. Ta đi kiếm Bạch Mã Ôn, có thể lên mặt một chút hay không? Được mà. Sao còn không đi? Được. Còn chưa đi? Đang đi nè. Nhưng ngươi còn đứng ở đây. Không thấy ta đang đi hay sao? Đi lẹ đi. Được rồi. Hôm nay Tử Lan cố tình tới đây để cảm ơn ngươi. Ê, không cần khách sáo. Thân công đại nhân, chắc là không ái ngại để ta lột trái cây này cho ngươi ăn chứ. Ngại lắm. Cái gì mà kêu là ân công, nghe muốn mửa luôn. Ngươi phải kêu ta là cái gì? Hoa Quả Sơn, Thủy Liên Động, Mỹ Hậu Dương, ân công đại nhân, Bạch Mã Ôn, Tôn Ngộ Không ca ca, có đúng không? Sao biết tên của ta vậy? Ta không những biết tên của ngươi, còn biết là ngươi sinh ở Hoa Quả Sơn nữa. Lúc mà ngươi chưa đầy một tuổi đến lên làm hầu dương, ngày đầu tiên làm hầu dương đã nói với đám khỉ con cháu khỉ câu đầu là: khỉ con hầu con, đúng là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cho nên Hoa Quả Sơn của chúng ta cũng phải có.
Sơn Quy. Trời, là Sơn Ca. Cả cái việc này ngươi cũng biết. Con dơi biết nhảy. Con khỉ nó biết leo cây. Hồ ly nó biết chào lộn. Còn có heo rừng, bèo rừng, dê rừng. Ở trong rừng còn có con dê già. Nhìn thấy lão tôm lại nhảy. Đã thiệt, lâu rồi không ai hát chung với ta. Đã thiệt đó. Nó mong, cô kiếm ta nhất định là có chuyện. Chuyện gì trực tiếp nói đi, đừng ngại mà. Nói thiệt nha, ta có một vấn đề tình cảm muốn thỏa giáo ngươi. Không biết ngươi có thể giúp được ta hay không? Ta không giúp cô được đâu. Chuyện tình cảm ta đâu có biết. Đừng có chỏng mỏ vậy mà. Hay là thử nha, có thể nghiên cứu một chút, được không? Ta có một người bạn thân, đêm nào cũng nằm mơ thấy cùng một người. Gần đây lại có cơ hội gặp được hắn. Theo như ngươi thì cổ có nên đi tỏ lòng không? Nên chứ, đương nhiên là nên. Dạy ta đi, để ta trở về dạy lại cho cổ. Phải quăng mình chính đại một chút. Làm sao mới quăng mình chính đại? Ưỡn cái ngực lên. Rồi sao? Rồi thì hít một hơi thiệt là mạnh. Sau đó? Rồi tốt nhất là lấy một bài nhạc để gợi tình. Là nhạc gì, gợi tình gì? Đương nhiên phải kiếm một bài nhạc thiệt là lãng mạn chút. Như là cái gì? Ê ê ê. Đẹp trai em yêu anh. Đẹp trai em yêu anh. Đẹp trai em yêu anh. Yêu anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh đẹp trai. Đẹp trai em yêu anh. Em yêu anh, em yêu anh đẹp. Vậy là được rồi, đâu có thành vấn đề. Vậy là được rồi. Vậy ta trở về báo với cổ ngay. Nè, Chữ Lan tiên tử. Cô có thể giúp ta chuyện này không? Ta vừa tới đây đã muốn về nhân gian rồi, nhưng mà chắc không được. Nếu như cô có cơ hội xuống trần gian, cô có thể nào thế ta đi thăm một người bạn rất thân của ta giùm ta được hay không? Được, coi như ngay đi. Trước tiên là tới Thủy Liêm Động kiếm Mão Tiểu Cương để chuyển lời hỏi thăm. Được. Rồi thì tới Dương Ma Ngưu kiếm anh để chuyển lời hỏi thăm. Được. Rồi thì tới Động Bạch Cốt hỏi thăm Bạch Cốt tin muội muội. Muội muội? Là con gái mà. Con gái? Rất là xinh đẹp nữa. Xinh đẹp lắm hả? Nho Trò, Nho Trò, em thì lại nhớ anh quá đi. Nhưng mà nhớ anh thì lại có ích gì chứ? Lại không biết anh có thích em hay không. Nhưng thần tiên, thần tiên thì không thể yêu đương. Con khỉ đột đến lòng lá đầy người, giống như là người rừng vậy. Vậy mà tỷ tỷ cũng thích, đâu có bằng Na Tra của mình. Xinh đẹp quá. Ánh mắt của anh thì là mê ly, nhưng cái chuyện yêu đương khó nói lắm. Ngọc Đế nói là thần tiên không thể nói chuyện yêu đương. Nhưng mà đâu có nói là không có cho yêu thầm. Vậy là cứ tiếp tục yêu thầm. Cứ tiếp tục yêu thầm. Đứng nghiền đi. Trải lòng thoải mái như vậy còn cục cửa. Ta muốn kiếm người trải cũng không có đó. Tại sao còn cục cửa chứ? Tiên là không dừng lời. Đánh mông của người chỉnh lý người nè. Ui, làm gì đó. Xin lỗi Võ Khúc Tình, ta nói cái mông ngựa thôi. Người của Võ Khúc Tinh này cũng dám đánh hả? Coi bộ ngứa mình nữa hay sao? Dám đánh người của ta? Dám đánh thuộc hạ của ta? Đánh thì sao? Nếu mà còn lăng nhăng ta đánh luôn ngươi. Của người đó, dỗ qua đi. Qua đi. Nè, hai vị, hãy ngừng tay thu giáp đi. Thiên đình nghiêm cấm đánh lộn đó. Con khỉ đột nè, thấy người là đánh, đánh bị đánh bạ. Ngươi, hắn đánh người của ta thì sao? Hai người không có được đánh nhau nữa. Nếu không ta sẽ bẩm cáo về Ngọc Đế, phạt xử nghiêm nhặt đó. Tôn Ngộ Không, muốn nợ nè, ta nhất định thanh toán với ngươi. Sợ quá, ê trời ơi, sợ quá đi. Ngộ Không à, bây giờ ngươi được liệt vào lớp tiên rồi, có địa vị thân phận, đừng có chút là động võ nha. Phải hòa thuận hòa nhã chứ gì. Không sai. Tôi biết, hòa nhã đó mà. Mai mốt tôi không bảo đảm. Đại nhân, bên ngoài có một người tên Tôn Ngộ Không tới. Một kỷ đồn này không phải là Tứ Hiền, bị nó đi đi. Dạ. Muốn tôi kiếm chuyện hả? Mười ngày sau sẽ biết. Cha nó, cái đồ mắt dịch. Lỡ tôi mới vừa tới, ai dám cản đường? Vừa rồi ai lấy tay xô ta? Xè tay ra, ta đánh một cái đi, mau lên.
Người tới đi đánh người của ta, người coi ta là cái gì? Ta tới xin phép người, ta muốn về thăm khỉ con khỉ cháu của ta, chứ không phải tới đây gây chuyện. Nhưng tại vì nó xô ta, đương nhiên là ta giận quá phải đánh lại chứ. Coi như là ta dạy dỗ nó giùm người. Muốn xin phép nghỉ hả? Không phải trưởng. Tại sao? Ta thấy hành vi của ngươi, ta thấy ngươi có vấn đề, cho nên không phê. Ta thấy hành vi của ngươi mới có vấn đề, ngươi đâu có tư cách ngồi chỗ này. Ta bỏ mặt ngươi, ta không phê chuẩn được. Thì không phê chuẩn. Bốn em nhỏ này thì là dễ thương quá. Đừng nước làm tới, mấy em nhỏ này tụi nó sẽ sợ đó. Xem một chút ta đã quên, ngươi như biết đánh mà. Không phải chỉ biết đánh, mà còn là đánh rất giỏi. Ngươi thì là muốn về qua quả sở. Phải, chuyện mở màn không cần phải nói nhiều. Ta biết là ngươi sẽ sai ta làm gì, muốn ta làm gì, nói mau đi. Ta không cần ngươi làm gì cho ta. Ồ, không làm việc là nghỉ phép hả, cảm ơn. Ê, ta không cần ngươi làm gì cho ta. Chỉ cần ngươi lên lôi đài, đánh với một thủ hạ của ta. Bốn đứa nó đánh không lại, ngươi nhất định sẽ bị lỗ đó. Nghĩ lại đi, có nên chơi hay không? Ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Nếu ta thắng, ta sẽ được nghỉ phép hả? Quân tử nhất ngôn. Đánh dài vậy? Đánh như cáo tiền quyển. Chó, vậy rõ ràng là muốn nhường ta rồi. Được, ta đâu có thể nào không chấp nhận. Ngươi có chịu ký trạng sinh tử chứng minh là ngươi đã tự động tham gia không? Không cần ký. Cầm cổng lông của lão Tôn đi, không ai dám nuốt lời. Như vẻ trong cuộc đấu võ, ta với người đấu cáo tiền quyển. Người muốn ta đấu dài thì ta sẽ đấu với người đó. Ta chắc ăn mà, sợ gì không đấu. Được, không thành vấn đề. Tại sao mình lại bỏ số cái tên Tôn Ngộ Không này? Cả định hải thần chân cứu lâm dường, hắn không có thể lấy tới tay được mà. Đại nhân, ngươi thiệt để cho hắn đấu với háo thiên quyển hả? Chó của ta nuôi, đâu phải chỉ một con. Em thiệt là chậm chạp quá đi, chờ em sửa soạn mất cả canh giờ luôn. Ra cửa đó, dễ nhìn phải làm cho đẹp một chút. Không lẽ người làm chị này còn không hiểu yếu của em hay sao? Để một lát ở trong cuộc đấu có phải là hắn hay không? Hắn đấu với ai đây? Hắn có tham dự, nhưng mà em không biết đấu với ai. Em là không phải cố tình đi coi hắn đâu. Em tới đây coi chị thôi. Vậy em mới nhận đi. Kẻ làm chị này sao lại không giúp cho em? Một lát khi thấy chị cổ võ cho Tôn Ngộ Không, rồi tới phiên hắn đánh thì em cũng sẽ cổ võ cho hắn. Ê, cả Tư Lan tiên tử cũng tới rồi. Đại ca của ta thiệt dễ thương quá, thì cũng có mặt mũi chứ ha. Đừng có đứng ở đây cản đầu con mũi nhờ, tránh xa chút đi. Nấn qua từ bên kia đi, đi ngay, đi. Đón chào các vị tới tham dự cuộc đấu võ Nguyên Khởi Thần Tiên. Hôm nay ở đây sẽ có một màn rất là hấp dẫn nhất ở trên thiên đình. Hai vị tuyển thủ của chúng ta đều không phải là người tầm thường. Trước tiên ta phải giới thiệu vị tuyển thủ này. Hắn xưng là đánh khắp thiên hạ vô địch. Đó là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Tôn Ngộ Không. Hey, hey, nghe nói đối thủ của hắn hôm nay là cáo tiền quyển. Nói võ công dở như vậy, hắn nhất định sẽ thắng mà. Tuyển thủ thứ hai ra sân, người này thì ai nấy cũng đều biết, biệt danh là Tiểu Quyền Thần, tên là Nata. Đối thủ hôm nay của Ngộ Không là cáo thiên quyển mà, sao lại là Nata? Chị hỏi em làm gì? Em cũng đâu có biết. Nội quy của cuộc thi đấu chúng ta đã biết rồi, không thể dùng pháp thuật, không thể dùng khí giới, chỉ được quyền dùng quyền cước của mình thôi. Được, cuộc đấu bắt đầu. Wow, thiệt là hay quá. Nếu đánh thắng được háo thiên quyển thì ta sẽ được nghỉ phép. Sao lại nó ra? Không phải háo thiên quyển. Đây là sắp xếp của hội đồng. Ta không biết. Người không biết. Trong trạng sinh tử có viết rất rõ ràng, bổn phủ cuối cùng có quyền phái ai ra đấu. Có lẽ hội đồng thấy người đánh giá là thích hợp hơn. Chà nó, cái đồ mắc gì. Người muốn mượn dao giết người hả? Nếu như người không chịu đến thì coi như là thua. Người giỏi thiệt đó. Đánh đi. Hôm nay hai đứa tôi đánh hay không là chuyện của hai chúng tôi, không bắt mết những người khác. Hình như cái trận ở Đông Hải mình còn chưa có đánh xong. Ta đang có ý này. Người sao thì tan vậy, ta cũng đang rất khỏe. Vậy thì mình đấu một trận nha. Được, như vậy mình phải đấu một trận thiệt công bằng. Đánh thiệt là đẹp mắt. Xong rồi, mình kiếm người thanh toán.